Dạ, dạ em kính chào Quan Huyền. Dạ, dạ chào Thi Đê. Bà hết à, bà đảm ơn xin xa 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 ra chút xíu coi, đứng gần Hoàng khó chịu quá. Đừng, không có cần phải đi đâu hết, đứng tại đây đứng gần Quan nè, nói Quan nghe mới rõ biết không? Dạ cảm ơn Quan Huyền, cảm ơn Quan Huyền. Ngồi đi. Dạ. Trùm sò đi hả? Dạ em. Mày vô huyện đường mày có quà cáp gì không mày? Dạ bẩm Quan, em có gửi chút quà đó Quan. Chút quà, quà dạ. Gì vậy? Dạ cái rượu trà bánh mứt của Quan. Rượu trà bánh mứt? Dạ. Đây là nha môn, nơi cầm cân nảy mực, cấm ngặt việc lễ quan hối lộ. Biết chưa? Dạ. Lễ cử? Dạ, dạ. Có giấy tiền vàng bạc nữa cái Quan. Ủa mày cũng mà vậy? Mày vô đây mày trù quan với tao chết sao mà có giấy tiền vàng bạc nữa hả dạ, mày? Dạ, không có em nói lộn. Vàng bạc chút đỉnh, vàng bạc chút đỉnh. Cái đó thì được, cái đó thì dạ. Được. Lễ cử. Dạ. Nghe nè. Dạ. Bưng mâm lễ vật về cho bà mày. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Đi đâu vậy? Dạ em mang về cho bà. Đi ngã sao? Dạ. Trời ơi, dặn mày bao nhiêu lần, bữa nay mới lần đầu hả mày? Trùm so. Ủa, cái thằng này ngộ nha. Mày lên công đường mày hầu quan, mày dẫn con mày đi theo làm chi cho nó khóc sùm vậy mày? Dạ đâu có, em khóc cơ chứ, đâu có con mày đâu. Mày khóc? À, trùm sò đây ha. Dạ. Bị mất trộm phải không? Dạ. Chắc là mày giàu có lắm cho nên ăn trộm tới giếng phải không con? Dạ, không biết em có giàu không mà ruộng của em cò bay gãi cánh. Gãi cánh ha. Dạ. Được. Muốn gãi chút tao cho mày gãi nha. Ừ. Mày đừng có chối nha. Giàu có lắm nè, cho nên ăn trộm mới tới giếng thăm phải không con? Dạ, tự nhiên lâu lâu nó nhớ em, nó ghé thôi chứ. Được rồi, Thị Hên. Dạ. Nghe nè, Thị Hên có nhận lời khai trong đơn này có chứng thật hay không? Lý trưởng xã Đại Giang chứng rằng đêm qua trùm sò bị bắt trộm, mà tên trộm là một thằng đuôi, đã trốn mới khi hôm lại còn phóng quả đốt đêm canh, mà làng xa chưa bắt được kẻ gian manh. Dạ tầm quan nói bây giờ em mới biết chuyện mất trộm ở nhà ông Trùm. Sao em chỉ thấy là họ ập đến nhà em họ vô quan là em chứa đồ ăn trộm vậy à, rồi cái họ hùng hổ lại bắt em. Nếu em chẳng chịu lo tiền. Ê, cái con này vậy là cái thằng này mày muốn kiếm chuyện à? Vu oan cho phụ nữ đẹp mà lại hiền. Dạ, chắc chắn là mày phải vô tù để chừa cái tội cáo gian. Trùm sò. Dạ. Sao mày khóc nữa vậy? Mày có nhận đồ đạc mất trộm mày là của mày không? Dạ của con thì của ai? Dạ bẩm quan, đồ đạc mất trộm trong nhà nằm ở trong nhà Thị Hến. Thì rõ ràng là thị ta có qua trữ đồ gian đó quan. Đúng à. Rồi đó quan. Dạ. Đúng. Dạ. Nhưng mà phải có nguyên do chứ. Không lẽ người đàn bà đẹp như vậy mà lại đi ăn trộm? Dạ đúng rồi, đàn bà đẹp đâu biết ăn trộm á Quan. Thì Hến. Chết em rồi. Hến à. Dạ em nghe. Hến hãy cung khai sự thật, nói cho Quan nghe. Đừng sợ nào hết, cô Quan che chở cho. Nói đi, đừng sợ. Quan che chở. Nói cho Quan nghe đi. Dạ bẩm Quan. Và kể từ lúc nửa đường gãi gánh em lo thủ tiết đến nay, thân cô đơn phải tìm cách sanh nhai dựng quanh nước qua ngày đoạn thang. Thầy đề. Dạ. Làm gì mà mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo vậy? Dạ. Ghi vô. Dạ ghi vô. Giữa đường gãi gánh. Giữa đường gãi gánh. Mà nè nè, hên. Gãi dạ. Lâu chưa hết? Dạ, em gãi 2 năm rồi.
Gái 2 năm ghi vô, gái 2 năm. À, mà không, khỏi ghi. Thầy ghi nguy hiểm lắm. Để quan nhớ quan xử được rồi. Dạ. Tiếp đi em. Dạ. Rồi bấm trùng lý pháp sư ba mạng. Ờ. Như cốt đồng ào ạt đến nhà em. Họ bảo là mất trộm tối hôm qua. Ờ. Và còn bảo là em chia lời cùng đau tác. Tác. Trời ơi, tội nghiệp quá đi. Quan Quyện ơi, thân gái quá chồng phòng không gói chiếc xóm tối quạnh hiu chẳng có ai kề cần. Tội quá. Em thao thức từng cơn âu sầu khoắc khoải, em biết làm sao nhờ quan đôi thương giùm. Em đang yên ổn làm ăn bỗng chịu tai nạn. Một trăm quan bán buôn ế ẩm, em chạy đâu ra tiền thân quá của phòng không. Tội nghiệp quá đi à. Lý trưởng bèn nổi giông gió đùng đùng, nếu không có thì sao giải lên quan lập tức cơ quan này. Em năn nỉ thế nào cũng không được, nhờ quan trên mình sẽ cho em nhờ. Trời ơi, thấy thương quá. Châm so. Dạ, dạ. Vào hầu. Dạ thôi, 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 em bỏ, em về, không kiện nữa. Ai, dạ. Mày vô đây rồi, đâu có phải muốn vô là vô, muốn bỏ là bỏ hả mày? Mày ngon quá ha. Cái chỗ mày giỡn ha. Mày muốn vô vô, muốn ra ra hả mày? Dạ. Nè, Trùm Sò. Dạ. Mày là cái đứa ỷ thế phú gia cường hào, hiếp đáp thế phụ, ỷ thế cô, đúng không? Dạ, đâu có thưa quan. Đêm 24 em mất trộm. Ờ. Đêm 25 em nhận đồ đó, mà em mất ở nhà Thị Hến. Ở nhà Thị Hến? Dạ. Tao biết mà. Mày ép buộc người ta nó làm vợ lẽ vợ mọn mày á. Làm vợ lẽ vợ mọn không được á, rồi mày vu oan giá họa cho người ta là ăn trộm ăn cắp của mày phải không? À? Dạ. Dạ. Dạ đâu có quan. Vậy vợ lớn em còn chưa có, em sẽ có vợ bé quan. Nhưng mà dạ, tao làm quan, tao bắt mày lấy vợ nhỏ trước rồi mày lấy vợ lớn sau. Cãi hả mày? Dạ bẩm quan, chúng vô quan cho cái người vô tội. Cái thằng này. Như vậy á thì luật nước khó tha, và xin quan kết tội nặng nề. Để làm gương cho những kẻ giàu mà còn ham mê vợ bé. Trời ơi, chết em rồi. Lệ cửu. Dạ. Đem tan vật vô quan kia về cho bà mày niêm vào tủ. Dạ, của em. Sò. Dạ. Đồ của mày là khi nào ở nhà mày á? Còn ở chỗ nhà quan là của quan, biết không con? Trời Lệ cử. Dạ. Cắn nọc ra, đánh nó 30 heo chú quan. Trời đất ơi, đánh hả? Nằm xuống mày. Chứ cha nằm thiệt hả anh cử? Nằm thiệt. Đánh liền. Chà, vỏ sò cứng quá, biết sao cho nó mềm được. Anh ơi, dạ, anh cử ơi, anh có đánh, anh đánh, anh đừng có chọt. Dạ, đánh heo. Chọt, đừng có chọt, chọt nhột lắm nghe anh cử. Nhột rồi sao? Dạ, cho nhột lắm, nhột lắm. Vậy thì tao đánh. Dạ. Một. Một. Ai à, à, sao một quay cha nội? Đau không? Đau chứ. Đau sao im ru vậy? Đau, đau sao mà... Dạ, đau. Đây, 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 anh cử. Đây nè anh cử. Gì mới nhớ được chút, chứ? Nhớ chút, nhớ thấu giùm em nha. Được. Quá lo chứ. Bây giờ đánh thiệt nha. Dạ. Một. 11. 21. Quá. Để đó tao mày. Dạ. Mày đánh cái gì mà không có trúng phép gì hết trơn á. Thầy dạ, 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 đề ơi chết. Xem em tao quýnh nè. Tao quýnh là phải ra quýnh nè. 1. 2. 3. Chết. Dạ bấm quan. Gì? Quan ơi. Sao? Trùm Sò nó chết rồi quan. Gì vậy? Quan ơi, nó chết thiệt rồi. Chết thiệt rồi. Chết thiệt rồi. Tội nghiệp không? Này sao yếu vậy trời? Dạ. Mới đánh có bao nhiêu roi đó mà nó chết rồi hả? Nó không có thở nữa quan ơi. Được. Dạ. Căng nọc nó ra đánh thêm 30 heo nữa. Dạ quan, dạ quan, em sống, em sống, em không có chết, em không có chết. Trùm Sò. Dạ. Vậy mà quan tưởng đâu mày đã hồn lìa khỏi xác rồi chứ.
Dạ thưa quan, đáng lý là em chết rồi. Ừ. Nhưng mà em chợt nhớ lại. Nhớ gì? Nếu mà em chết rồi á thì giường ruộng không ai lo. Ừ. Nhà cửa không ai chăm sóc. Ừ. Tiền góp không ai thâu, hụi không ai đóng. Cho nghe tên nghe tiếng quan quát nạt hồn sò bóng dỗi vàng quay trở lại. Mày quay trở lại làm chi vậy á sò? Vì thương xác sò phải quằn quại với 30 rồi đi nát như tương rồi người ta vứt bỏ bên đường. Nếu biết điệu chút thì khó mấy cũng xong mà. Thôi thầy đừng nói nữa, để tôi lượm về tôi nấu chè. Bởi vậy ta nói không có sai mà, khi thương cái ấu cũng còn, khi ghét thì bồ hòn nó cũng méo mà. Phải chi mà tôi có đôi mày cong, đôi môi lăng lơ đa tình, đôi mắt đen nhung quyền và nụ cười giống như hằng nga. Trời, sao thằng này nó ước những cái mà nó không có được. Mày ước chi mày? Để xác sò không phải bị quần xanh quần đỏ, mà không có ai tỏ chút lòng thương hại. Sò. Dạ. Sao tự nhiên mày đang nói gì đó mày rống lên vậy mày? Đang nói em đau quá em phải khóc đúng không? Thầy đề. Dạ. Ghi vô 400 quan tiền phạt. 400 quan tiền quang phạt. Quan ơi, tội gì quan? Tội lạm dụng làng hơi. Trời ơi, thầy đệ, nó nói chơi mà thầy ghi vậy sao? Ừ. Thầy đệ tội. Phạt thêm 50 quan. Dạ, về tội cái gì? Tội lao công đường mà không có xin phép. Trời ơi là trời, tôi đến đây làm chi hơi trời? Ghi cho thêm 50 quan vì cái tội. Dạ tội gì quan? Hát nhạc ngoài luồng. 50 quan về cái tội hát nhạc ngoài luồng. Trân quan ơi, thầy đài ơi, bao nhiêu rồi? Dạ chi là 450 quan. Dạ trời ơi, tiền đâu em đóng quan ơi, tha cho trời. Em quan. Bớt em đi quan. Nè. Sao quan? Bớt cho mày hả? Dạ. Mày muốn tao ghi thêm 50 quan vì cái tội năn nỉ không? Dạ. Vậy thôi không năn nỉ nữa. Bao nhiêu đó cũng không bằng rụng sợ lông chân của mày nữa mà. Sao mà thầy biết? Rụng cái lông gì nữa chứ. Thôi quan xử như vậy là phước ba đời của nhà chú rồi. Không lại tạ ơn phụ mẫu chi dân mà còn kêu ca cái gì nữa chứ. Trời ơi, lại quan em về. Cảm ơn quan rất nhiều. Lại qua em về. Thầy đệ. Dạ. Ghi vô thêm 50 quan nữa. Dạ cái tội gì? Vì cái tội mày thấy ghét đó mày. Lại 50 quan về cái tội lại thấy ghét. Đâu rồi em lại đẹp gì mà nói em lại thấy ghét. Đừng qua. Đẹp đừng hả? Thầy đừng đây. Đừng ghi nữa. Dạ. Thầy năn nỉ nữa là ghi thêm 50 quan nữa đó. Dạ tội gì nữa? Thì tội là nói tội gì quan? Làm hao giấy mực. Làm hao giấy mực. Ôi, dạ mày thôi. Mất thời gian là mày phải tốn tiền. Dạ thôi em về. Khôn mà về đi con. Chết. Trời ơi, à, cái tướng nó kìa. Nó mặc đồ không ta cũng ghét nữa. Cái áo mà nó mai tuốt ở trên trời vậy đó. Trời đó. Vậy quan nó hà tiện tới mức độ vậy đó. Dạ, hao giải quan. Hao giải. Sao về được đây? Tại sao? Phải tìm gì vậy? Mất đôi guốc rồi sao về? Guốc không bỏ đi, về đi. Có lấy không à, bà? À, gì vậy? Quan Nguyên ơi. Gì vậy má? Vợ cũng em. Trời ơi, má ơi. Tôi dở tới ông nội tôi. Chí rõ ràng. Đây, đôi guốc đây. Trời ơi. Bởi vậy ta nói đi mày. Cái nha môn này họ mất con gà, họ tới họ kiện không ở để đền con bò luôn. Nha môn cái thằng này nó bắt bố này nói hoài nè, bắt bố dưới nè. Trời ơi trời. Cái thằng này đồ ngu. Có bao nhiêu đó mà làm ăn cũng không xong nữa. Tao nói thiệt, chưa có thấy ở trong cái huyện này ai mà tệ như mày. Dạ. Có đôi guốc thôi mà mày giấu cũng không xong nữa. Dạ, em không quen giữ đồ như vậy. Hên à. Dạ. Chờ quan nha. Thầy đệ. Dạ. Việc công khai của thị hến đó thì thầy khỏi ghi và ghi bằng. Dạ. Để tôi tự nhớ rồi tôi xét xử cũng xong. Dạ.
Thôi thì trống ta hầu cho thầy đề về nghỉ nha. Dạ thưa quan. Hả? Sao hôm nay quan cho nghỉ sớm vậy quan? Coi coi, đừng thắc mắc. Dạ. Quan cho nghỉ sớm là cứ về nghỉ đi đề. Dạ. Quan cho nghỉ sớm bữa. Ờ. Trống tan hầu. Trống tan hầu. Dạ bẩm quan em về à. Về đi thầy. Dạ. Dạ em chào thầy Đê. Mong có ngày gặp lại. Ừ, gặp lại chứ. Dạ, dạ, dạ bấm qua em về. Hên em. Dạ. Ngồi đi em. Dạ. Hên nè, việc của Hến tuy chưa tỏ rõ, nhưng Hoàng thấy em cô đơn, Hoàng Anh cũng thương tình. Từ nay Hến năng lui tới nhà Hoàng, Hoàng Anh sẽ hết lòng giúp đỡ, không ai có vu oan giáo họa cho Hến. Dạ, dạ đa tạ Hoàng Anh thương tình. Em một thân một mình quạnh hiu sớm tôi, rủi ro tái bay qua trời. Em sao, sao em không biết cậy nhờ ai thì Hến cứ tự nhiên đến cậy nhờ Quang. Quang sẽ hết lòng nâng đỡ mà. Cảm ơn Quang. Ôi trời ơi, nám mặt Quang hết hết nè. Chẳng may có Quang thương. Lòng mà chờ che, chờ cái vương ấy tiền, thường làm cái cùng thần đức. Nếu như ghét ai, sẽ kiếm điều mà vu oan. Em chờ lắm. Đừng sợ. Hên là Hên ơi, Hên em đừng có lo. Dù ai có gia tài muôn xe thì cũng không sánh được quyền hành Quang Anh. Dạ, em lo đêm hôm mà rủi ro những kẻ nó biết là em mà có ghẻ. Trời đất ơi, em lộn Quang ơi. Hả? Em cô lẻ chẳng phải cô lẻ. Cô Quang Anh thương tình luôn ở bên mình mà xa tay. Nè Hến, và đêm nay Quang sẽ đích thân dị hành. Quang xét từ đầu trên đến xóm dưới, mà không chừng Quang Anh sẵn trơn xét nhà của em luôn. Ôi kìa Quang. Gì vậy? Sao giận vậy? Quang nghe nhà em có qua trữ đồ vàng, sao mà Quang định xét vậy? Ôi, Hên, Quang phải xét chứ. Rủi ro sau này có kẻ nào nó xấu mồm, xấu miệng thì đích thân Quang đã đến nhà Hên Quang xét. Xét em, xét từ trên xuống dưới, không có chừa chỗ nào hết á. Nhất cử lưỡng tiện mà, Hên. Biểu chút coi. Thôi, em không dám tới đâu. Ủa sao không dám tới? Biểu chút đi. Dạ, em sợ. Sợ? Quyện đường về hết rồi, đâu còn ai đâu mà sợ. Không phải, sợ em đi. Muốn nói đây là em. Sao? Em sợ ai? Nói em đi. Em sợ bà. Sợ bà? Dạ. Trời đất ơi, Quang là Quang mà.
Bà có gì đâu mà hớn sợ. Bà bây giờ bận lắm. Bà bây giờ nè còn phải lo đi cái thi cái gì mà của bà đó. Thành ra bà đâu có ở không, đâu có rảnh rỗi gì đâu mà sợ. Rồi Quang kêu quanh hớn tới Quang là Quang muốn hỏi là hồi nãy bị bắt tụi nó có trói tay trói chân gì không? Dạ có. Nó trói tay em, nó trói tay. Đâu đưa Quang coi, đưa Quang coi. Trời ơi, trời ơi. Chàng ơi, cái tay bút măng ngoài viết vui đúc. Ôi, uống nào uống đừng để thương bút chết vậy đó nè. Mà nỡ lòng nào tụi nó dạ, nó trói à. Cái ông này hiện hồn đúng lúc ghê ha. Dạ. Thầy Đề. Dạ. Tới đây làm chi? Dạ, em tưởng Quang về rồi. Em trở lại em tìm. Tìm gì? Cái bút. Tìm cái bút? Dạ. Chứ cái gì dắt ở mép tay thầy? Dạ, đâu ạ? Đâu cái gì đó. Kiếm chuyện ha. À mà nè, thầy Đề. Dạ. Việc điều tra thì hết nó tạm xong rồi, đã ổn rồi. Bây giờ thì Quang đi lo công chuyện. Thầy nhớ đêm nay về bẩm lại với bà là Quang phải đi khám điền thổ. Dạ. Cơm nước bà khỏi chờ nha. Dạ. Tôi đi nha. Dạ. Quang đi nha hến. Dạ Quang đi. Nhớ trà rượu bánh mứt chờ Quang tối, Quang sức dầu cho nghe không? Sức dầu cho em. Nhớ. Ê, mà phải về sớm nha. Cha thầy Đề này không có đàng hoàng đâu nghe hết. Nhớ lời Quang dặn nghe không? Trời ơi, trời ơi. Cái chỗ này nè trời ơi. Nặng quá. À, Quang đi nha. Dạ. Hết nè. Dạ. Được kiệt rồi á thì chỉ còn nhớ đến Quang mà quên Đề ha. Dạ đâu có đâu Quang. Em đâu có quên ai đâu nè. Ai mà có quên, ai mà có ơn với em. Em nói có quên, quên lộn á. Ai mà có ơn với em là em tạc giả ghi lòng hết. Có ghi thiệt không? Dạ, dạ ghi chứ. Ghi mà sao hồi nãy mời Quang uống rượu mà không có mời Đề. Phải mà, Đề làm sao mà bằng Quang được. Dạ đâu có đâu nè. Em đâu có mời đâu. Cái đó là tự Quang bắt buộc em đó. Vậy hả? Ừ. Chứ riêng với thầy Đề thì... Thì sao? Em chờ. Thầy kêu nhà em nghèo. Thầy không có dầm tới. Trái lại, tôi rất thích người nghèo mà đẹp ấy chứ. Tôi chỉ sợ hớn chê Đề đẹp không có bằng Quang thôi. Đâu có đâu. Ừ. Hồi nãy Đề nghe nói tối nay Đề Quang đến nhà hớn uống rượu phải không? Ông không có dám đi đâu. Là tại vì nhà Quang có nuôi con sư tử Hà Đông. Bà dữ lắm. Không có cho Quang đi đâu. Quang không có được tự do như tôi vậy nè. Vậy thì tối nay Đề có thể thấy Quang đến nhà hớn có được không dĩ nhỉ? Dạ. Dạ. Dạ được chứ. Được à. Vậy thì tối nay ta sẽ phong lưu một chuyến. Ai mạnh quá. Đâu. Vậy hả? Thôi đây xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Xin lỗi thì được. Vậy thì bây giờ chào thầy Hến về. Ừ, Hến về nha Hến. Đi cẩn thận nha Hến. Tối đến. Trời ơi, người đâu mà đẹp quá vậy nè trời. Về nha. Về. Lần đầu tiên mà tôi thấy một cái người nó đẹp làm cho lòng tôi xao xuyến. Đẹp không thể chịu nổi. Đẹp đến nỗi mà tôi nhanh Dạ. Thầy Đề nghe tôi hỏi nè. Dạ. Tan hầu rồi mà sao thấy Quan Nguyện chồng tôi về. Nghe nói sáng nay có mẹ hến nào vào hầu trong sạch mắt lắm phải không? Cho nên thầy trò chết mi, chết mẹ Đâu em quá bà ơi. Dạ em đâu có dám bà. Có một mình Quang thôi bà. À?
Một mình quan. Dạ. À rồi, quan tôi như thế nào? Thầy nói tôi nghe đi thầy này, tôi tức quá nè. Thôi thôi bà ơi, em nói mà quan nghe được là chết em đó bà ơi. Ở đây của mình tôi với thầy làm sao quan biết được? Bà nói vậy thì em mới dám nói. Nói nha. Đi. Bà biết không, sáng nay có cô Thị Hến tới đây nè. À. Quan khen Thị Hến dữ lắm. Trời ơi. Bà biết không, quan khen á, quan nói là Thị Hến đẹp hơn bà. Trời đẹp hơn tôi trời ơi. Thị Hến cao hơn bà. Cao hơn, rồi sao nữa? Thị Hến trẻ hơn bà. Trẻ hơn tôi. Rồi quan còn nói. Sao thầy không nói tiếp? Nói đi. Thôi bà ơi, không nói nữa đâu. Nói nữa là người ta sợ em nhiều chuyện. Em hứa với quan là em không có nói nữa. Tại bà hỏi em mới nói thôi. Chơi sao, coi chơi tôi gì không? Bây giờ em nói phải nói không? Nói đi, tự em nhiên nói đi. Phải không? Ừ. Nhưng bà đừng có giận nha. Không có giận đâu. Ông xem, ông nói bà đó là bà xấu như là quỷ vậy. Xấu như quỷ, trời ơi. Trời ơi, tôi mà ta mời tôi nè, dự thi Hoa hậu Hoàng Vũ tôi không nhận nè. Mà chê tôi xấu như quỷ nè, trời ơi. Bà, ủa bà, nãy giờ em nói vậy bà không có giận hả bà? Trời, tôi nói cho thầy đề nghe. Yeah. Vợ của Quang có đầu có đuôi. Dạ. Cho nên vợ Quang mới giận chứ. Ồ vậy hả? Rồi mà khi mà giận lên rồi đó. Dạ. Thì chụp đầu. Chụp đầu.